Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Nhà cầm quyền cộng sản tại Sài Gòn giấu thông tin một người bị nhiễm coronavirus, tin Sài Gòn thưa quý vị. Vào ngày 7 tháng 3 2020, thông tin trên trang Facebook mang tên Thanh Thanh loan tin tại chung cư Khang Gia ở số 45 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, có một người Nam Hàn bị nhiễm coronavirus 19. Cùng với thông tin này là một tờ giấy thông báo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Giải pháp An Gia, được đưa ra vào ngày 5 tháng 3 2020 của ông Nguyễn Hữu Trung, trưởng ban cai quản ký. Nội dung của thông báo gửi đến các cư dân về việc có một người Nam Hàn ở chung cư bị nhiễm coronavirus và đã có quyết định cách ly. Vì vậy, ban cai quản của công ty khuyến cáo cư dân ở khu chung cư của mình biết và cân nhắc khi có ý định qua chung cư Khang Gia. Thông tin này đã được loan truyền 2 ngày nay, nhưng nhà cầm quyền cộng sản tại Sài Gòn vẫn im lặng như không có gì xảy ra. Trong một diễn biến khác, một người dân tên là Thương hiện đang sinh sống ở tỉnh Gia Lai cho biết, người thân của chị sống ở Sài Gòn và vào viện cách ly hơn một tuần trước với biểu hiện ho, sốt và đau mỏi người. Cách đây 4 ngày, người này đã tử vong nhưng phía bệnh viện yêu cầu người nhà phải ký vào giấy xác nhận với nội dung bệnh nhân tử vong do ngộ độc thức ăn thì mới giao thi thể. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.